Mình anh chào tất cả đại gia đình nhà mình nha. Hôm nay thì mình anh đang làm một cái đầu màu khói. Thì như thông thường thì mình sẽ tẩy sáng lên và mình sẽ khử vàng, và mình đang nhuộm màu khói. Thì mình anh sử dụng màu 911 anh em nhé. 911 là 80% và cộng thêm mix art là 20%, và mix 011 ấy, nó là mix art anh em nhé. Chứ còn anh em mà thích khói thì tiếng xe hơi ồn. Anh em mà thích khói thì anh em lưu ý là sử dụng mic 011 anh em nhé. Mic art 011 thì nó sẽ ra khói, nó sẽ đậm và sẽ đẹp. Chứ còn nếu mà mình sử dụng màu mic 019 ý, 019 ý, thì nó cũng là một mic khói, nhưng mà khói đấy nó sẽ ra anh rêu anh em nhé. Nó sẽ khói anh rêu. Thì mình anh đang sử dụng là màu 911 là 80g, và màu mix art 011 là 20g, và oxy 3 anh em nhé. Oxy 3 thời gian tổng cộng cả lưu thuốc và oxy nó là 25 phút anh em nhé. 15 phút màu và 10 phút oxy, nó tổng cộng vào 25 phút. Thì hôm nay thì mình anh sẽ làm một cái màu khói như này. Thì để giải đáp cho anh em, một số anh em anh chị em vẫn hỏi mình anh là làm thế nào để cái màu này nó bền, và sau khi nhuộm cái màu này, sau khi phai thì nó sẽ ra màu như nào. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái màu như, màu khói như này, và mình rồi đặt thời gian đi xả anh em nhé. Rồi sau khi mà xả xong thì nó sẽ được một cái màu khói như này, tuyệt vời không anh em. Màu sẽ đều là từ chân ra ngọn anh em nhé. Bởi vì tóc ngắn này thì không thể cách chân được, nên là sẽ phải nhuộm từ chân ra ngọn anh em ạ. Chứ còn nếu mà tóc dài ấy, thì mình sẽ nhuộm cách chân ra thì da đầu nó đỡ bị rát hơn. Chứ còn chả cái sản phẩm nào mà nó lại không rát đâu, nó chỉ gọi là rát ít hay là rát nhiều thôi. Thì mình anh hôm nay sẽ giải đáp cho anh em là nhuộm màu khói này như nào cho bền, và như nào để cho sau khi phai nó sẽ ra được màu như nào, và làm như nào để chơi được cái màu này nó lâu và là bền. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái mẫu khói này, thì mình sẽ nhuộm và mình sẽ chờ anh em nhé, chờ để nó phai. Ok anh em. Anh em để ý hôm trước làm thì vẫn là mùa hè đấy, vẫn là mùa ấm ấm ấy. Bây giờ nó đã là ngoài Bắc mình, Bắc Giang mình bây giờ đang là lạnh lạnh rồi anh em nhé, se lạnh rồi. Thì sau khi một tháng thì cái tóc nó sẽ phai ra màu này anh em ạ. Sau khi được một tháng thì cái tóc nó sẽ phai ra cái màu này. Anh em để ý thì cái phần chân nhé. Phần chân thì một tháng, thông thường trung bình một cái tóc một tháng nó sẽ mọc được ra 1cm đến 1,25cm anh em nhé. Chứ còn một số khách hàng mà cứ bảo tóc của chị mọc nhanh lắm hay là tóc của anh mọc nhanh lắm, thật ra không nhanh đâu. Một tháng cái tóc nó chỉ mọc được 1cm đến 1,25cm thôi anh em nhé. Thì cái tóc này thì Minh Anh đã nhuộm được một tháng. Nếu mà anh em mà để ý thì một tháng trước Minh Anh làm một cái màu này thì cũng có một khách hàng ở bên trong nhuộm màu rêu. Đến hôm nay cũng là được một tháng này thì bên trong vẫn là có một khách hàng đang nhuộm màu rêu anh em nhé. Nhưng mà mình sẽ tập trung vào cái vấn đề mà mình sẽ làm như nào để cho cái đầu này màu nó sẽ phai ra được màu gì. Thì một tháng anh em ạ, một tháng mà anh em mà làm cái làn nó trong ấy, thì một tháng thì màu nó sẽ phai được ra cái màu như này anh em nhé. Anh chị em, một số anh chị em là hỏi là sau khi nhuộm màu khói thì nó sẽ phai ra được màu như nào, và làm như nào để màu khói nó chơi được bền. Thì hôm nay thì mình anh sẽ làm một cái clip mà ngắn ngắn này thân gửi đến tất cả anh em. Đấy, anh em nhìn thấy kỹ chưa, một tháng nhá, cái tóc nó phai được màu như này anh em nhé. Chứ còn nếu mà anh em mà thích màu nó lúc nào nó cũng trong tình trạng mà nó khói đều khói đẹp ấy, thì tuần rưỡi đến hai tuần nhé, mình sẽ xử lý màu một lần. Thì để làm như nào cho màu nó đẹp và làm như nào để màu nó bền,
thì mình anh sẽ sử dụng màu Coruway, màu 011 anh em nhé, và dùng dầu hấp collagen của Dilofil và một chai oxy. Thì mình anh sẽ sử dụng 011 anh em nhé. Còn anh em mà sử dụng 019 ý, thì nó sẽ ra màu khói rêu, chứ còn anh em sử dụng màu 011 nó sẽ ra cái màu khói đặc. Và đây sẽ mình sẽ sử dụng hấp collagen của Delafield và mình sẽ sử dụng là oxy 6 anh em nhé. Thì cái làm như này nó là như nào, thì hôm nay thì mình anh sẽ làm một cái công thức gội màu. Thì anh em sẽ sử dụng như này. Thì hôm nay là mình anh sẽ dùng nó gội màu. Và tại sao hôm nay mình lại không dùng màu 911 nữa? Mình sẽ không dùng 911 nhé anh em nhé. Mà hôm nay anh em lưu ý là mình sẽ sử dụng là gội màu. Hoặc là ở trên thị trường nó có cái dòng sản phẩm hấp màu anh em nhé. Hấp màu thì anh em thì không cần phải cái gì hết, thì anh em cứ bóp ra và cộng oxy là anh em mà cũng chả cần oxy đâu, hấp màu không cần oxy đâu. Thì anh em có cái đó bôi lên là nó khác được. Cái công thức này thì nó áp dụng cho những cái tóc nào mà có làn anh em nhé. Có làn gội màu đó, thì sau đó thì mình anh sẽ anh em cho khách hàng lên bàn gội nhé, bởi vì hôm nay là mình gội màu anh em nhé. Hôm nay là mình gội màu, gội màu anh em ạ. Mình cho khách hàng vào bàn gội thì gội như thông thường thôi, gội như bình thường thôi đó. Thì mình đã đánh xong rồi một bát thuốc này và mình cộng thêm một chút dầu gội vào anh em nhé. Cái dầu gội này vào để làm gì? Để cho nó kích thích cái tóc, nó biểu bì của tóc nó mở nhanh hơn, để làm biểu bì của tóc mở nhanh hơn, để hạt màu đi vào anh em nhé. Thì cái công thức này nó chỉ dành cho những cái tóc nào mà có làn rồi anh em nhé. Thì mình sẽ sử dụng công thức như này, đó là gội màu. Thì anh em nếu mà thích cái màu tím ý, màu nó bền ý, thì anh em cũng sử dụng như này. Và anh em thích những cái màu rêu mà nó bền ý, thì anh em cũng sử dụng như này. Nhưng mà đối với những cái tóc có làn thì nói lôm la như vậy cho anh em dễ hiểu. Thì sau đó thì mình sẽ bôi vào toàn bộ trên cái tóc anh em nhé, kể cả anh em bôi sát vào chân luôn cũng được, ok. Và hôm nay cái công thức gội màu như này thì tại sao mình lại không cho màu 911 vào? Nếu mà hôm nay mà mình anh mà lại cho màu 911 vào ấy thì như thế nó lại thành nhuộm anh em nhé, như thế lại thành nhuộm. Tại sao nó lại thành nhuộm? Tại vì nếu mà mình cho màu 911 vào thì những cái phần chân đen tóc, cái phần tóc đen ấy, đó, cái phần tóc đen ở trong chân tóc ấy, thì nó sẽ bị ra cái thành màu lâu vàng anh em nhé. Thì nó sẽ ra thành màu lâu, thì nó sẽ không đẹp được. Còn nếu mà anh em mà nhuộm lại ấy, thì màu nó vẫn ok. Nhưng mà nhuộm thì nó sẽ bị lem vào những chỗ chân tóc đen, thì nó sẽ ra thành cái màu lâu vàng. Chứ còn là bởi vì cái tóc như này mình hôm nay mình gội màu, chỉ gọi là mình gọi là thêm ánh sắc mà tóc nó đã bị rơi ra. Anh em hình dung được không? Những cái hạt màu mà nó bị rơi ra thì hôm nay mình sẽ bù đắp nó lại thì nó sẽ được một cái màu lại gần như là mới anh em nhé. Nên là mình sẽ không cần phải sử dụng màu 911. Thì anh em bất cả anh em gội màu một cái đầu nào, cái công thức này nó chỉ áp dụng cho trên cái làn tóc đã có màu, đã có làn anh em nhé, đã có làn. Ví dụ như anh em muốn gội cái màu tím thì khách hàng nhuộm màu tím sau nửa tháng hoặc là một tháng nó phai ra ấy, thì anh em sẽ sử dụng màu mix tím anh em nhé, mix tím violet ấy. Anh em cộng oxy và cộng thêm một chút dầu gội và ít chút dầu hấp vào, mình gội như này thì cái màu tím ấy, nó lại về màu tím, nó lại đẹp như bình thường. Đấy, mà cái tóc nó không bị khô sơ. Đấy, và cái những chỗ nào mà có màu thì nó sẽ lên màu, và cái chỗ nào đen thì nó là giữ nguyên anh em nhé. Còn cái màu khói như này thì anh em sẽ sử dụng như công thức của mình anh đang sử dụng, đó là cái màu 011.
cộng với dầu hấp, và cộng thêm oxy đó, và cộng thêm dầu gội, đánh tan lên, gội đầu cho nước vào, và sau đó thì mình sẽ gội toàn bộ thì nó sẽ được ra cái màu mới anh em nhé. Thì cái tóc này thì nó Minh Anh đã làm được 1 tháng đó, đã được 1 tháng thì cái màu nó phai ra màu này, thì Minh Anh lại gội đó, thì nó lại được vào cái màu mới, nó lại được vào một cái màu đẹp. Chứ còn anh em mà thích cái màu lúc nào nó cũng mới tinh ý, lúc nào cái màu lúc nào nó cũng như lúc nào mà nó không bị phai ý, thì anh em muốn nhuộm cái màu khói mà nó không bị phai ý, thì cứ tầm độ 1 tuần rưỡi đến 2 tuần, 1 tuần rưỡi đến 2 tuần thì anh em lại gội màu một lần anh em nhé, gội màu một lần thì cái chân thì không bao giờ nó bị lên màu, anh em để ý nhé, cái chân không bao giờ nó bị lên màu đó. Cái chân nó không bao giờ bị lên màu, mà chỉ có chỗ nào có màu thì nó mới lên màu thôi, còn nó không lên màu anh em nhé. Thì anh em cứ bôi hết vào thôi, bôi hết vào xong thì bôi xong thì mình xoa xoa một chút, sau đó thì mình rửa đồ đi là được. Đó, rửa đồ làm đi, rửa sạch sẽ đi. Đó, rửa xong là mình gội đi là lại được một cái màu mới tuyệt vời luôn anh em nhé. Một cái công thức này nó cũng chỉ là đơn giản thôi, đơn giản, nhưng mà thân tặng tới tất cả anh em nào mà chưa biết đến cái gội màu đó là như nào. Thì thật ra gội màu nó là như này anh em nhé, gội màu nó lại là bù thêm ánh sắc, nó bù thêm những cái hạt màu nào nó bị rơi ra thì nó lại được về một cái màu mới đấy. Còn anh em muốn bền ý, thì cứ tầm độ 1 tuần rưỡi 2 tuần anh em gội một lần đấy, sau 1 tuần rưỡi 2 tuần nữa nó hết thì anh em lại gội một lần nữa, thì màu lúc nào nó cũng như lúc nào anh em nhé, thì lúc nào nó cũng bền, lúc nào cũng đẹp. Mà anh em mà gội như này thì cái tóc nó không bị khô anh em nhé. Chứ còn mình nhuộm ấy, thì cái tóc thì nó hay bị khô hơn đấy, bởi vì trong này thì nó có cả collagen à, anh em cho collagen vào nhé. Chứ còn nếu mà anh em mà không cho collagen cũng được, nhưng không cho collagen thì gội nó sẽ bị hơi hắc một chút. Sau khi mình đã gội xong, sau khi gội xong tầm độ 5 phút đấy anh em ạ, gội 5 phút rồi, còn cũng cũng có thể là không đến 5 phút thôi, gội nhanh như tóc ngắn thì gội phát xong ngay đấy, bôi thuốc xong cái rửa xong cái bát cái lược là được một cái màu lại mới cứng 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 như này luôn anh em nhé. Đó, anh em để ý thấy chưa, thì cái chân thì nó sẽ còn nguyên anh em nhé, xe chạy hơi nhiều anh em ạ, nó hơi ồn một chút anh em thông cảm nhé. Anh em để ý này đấy, cái chân tóc nhá, cái chân tóc đen ý, thì nó vẫn còn nguyên đấy. Chứ còn nếu mà anh em mà lại nhuộm ý, mà anh em mà bôi mà không khéo ấy đó, còn anh em mà tiếp tục lại nhuộm ý, thì thứ nhất là cái tóc thì nó cũng dễ bị khô hơn đấy, hoặc là nhiều khi mà anh em mà bôi không khéo ý, thì nó lại lem vào cái phần chân đấy, thì cái phần chân nó lại bị lên thành cái màu hơi vàng vàng đấy, thì cái màu nó cũng không đẹp. Cái màu này thì hôm nay thì Minh Anh sử dụng màu 011, anh em lưu ý nhé, 011 này, và dầu hấp collagen và oxy 6 và dầu gội tỷ lệ là bằng nhau anh em nhé. Còn nếu mà anh em mà thích khói đậm và khói đặc hơn ý, thì anh em cho Minh Anh thêm tầm độ một hạt lạc cái màu 2.0 anh em nhé, 2.0 ý, hoặc là A1 ý, thì khói nó sẽ đẹp hơn. Rồi, ok, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Bye bye.